em là nhân viên mới ấy. Không biết thế này là nhân viên mới. Cái đấy mày hỏi sếp chứ anh biết làm sao được. Sao tự dưng lại hỏi anh thế? Mới làm đã cần tiền luôn à? Thì sắp xếp rồi mà anh. Anh đang kiểm hàng hả anh? Ừ, anh kiểm hàng để nhập hàng Tết mà. Ủa, anh vừa pha chế, anh vừa làm sổ sách này, chắc là lương của anh cao lắm nhỉ? Ừ, anh bình thường, 1-2 chục quả. Anh bình thường, 1-2 chục quả. Ăn thôi gì? Thế là em thèm lương ấy, thôi gì anh cho em ăn một ít nhá. Dạ, được không? Để xem nhé. Anh lương cao cả năm để ra đây tiền. Anh nói thật, tiền nó đi đâu hết. Cả năm anh không để ra một đồng nào. Tiền nó đi đâu hết. Cả năm anh không để ra một đồng nào. Trong tay không tiền đời mấy ai thương. Đến lúc huy hoàng toàn chuyện nhiễu nhương. Đêm lau nước mắt chảy dài. Nhìn lên mà hỏi ông trời. Giờ tôi biết sống làm sao. Trời ơi trời. Ông trời ngoảnh mặt lạc ngơ. Vì đời không giống trong mơ. Kiếp người phần số riêng ai. Trần gian là cõi đoạn.